1. Peugeot 2008 Xe trang bị khối động cơ 3 xi lanh tăng áp, dung tích 1.2 lít, cho công suất 233 mã lực và mô men xoắn 230 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Xe có mức tiêu thụ xăng trung bình là 4 lít 4 đến 5 lít rưỡi trên 100 km đường hỗn hợp. Tại Việt Nam, Peugeot 2008 đang được bán ra với hai phiên bản là Active và GT Line, giá niêm yết lần lượt là 759 triệu và 849 triệu. 2. Honda HRV. Động cơ trang bị trên Honda HRV là 4 xi lanh, dung tích 1.8 lít, cho công suất tối đa 141 mã lực tại vòng tua máy 6.500 vòng trên phút và mô men xoắn 172 Nm tại 4.300 vòng trên phút kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Mức tiêu thụ xăng trung bình là 5 lít 2 đến 5 lít 7 trên 100 km đường hỗn hợp. Honda HR-V đang bán tại Việt Nam có 2 phiên bản, giá từ 786 triệu đến 871 triệu. 3. Ford EcoSport Mẫu SUV cỡ nhỏ, EcoSport được trang bị động cơ dung tích 1 lít đi, kèm hộp số tự động 6 cấp phiên bản Titanium, và động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên kết hợp hộp số sàn 5 cấp, hoặc tự động 6 cấp trên các phiên bản còn lại. Xe có công suất tối đa 120 mã lực tại 6.300 vòng trên phút và mô men xoắn 151 Nm. So với phiên bản cũ, Ford EcoSport thế hệ mới tiết kiệm nhiên liệu nhiều hơn, đến 20% 5 lít 2 đến 5 lít 8 trên 100 km đường hỗn hợp. Giá xe Ford EcoSport tại Việt Nam giao động từ 603 triệu đến 686 triệu. 4. Mazda CX-3 Mẫu crossover tới từ thương hiệu Nhật Bản, được trang bị khối động cơ xăng dung tích 1.5 lít sản sinh công suất 110 mã lực và mô men xoắn cực đại 141 Nm đi cùng là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Mức tiêu thụ xăng trung bình của CX-3 là 5 lít 8 đến 6 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Thaco đang phân phối Mazda CX-3 tại Việt Nam với 3 phiên bản, giá giao động từ 639 triệu đến 719 triệu. Xe cộ, xe cộ XX.